Anh Nguyễn Hoàng Tuấn Khiêm, sinh năm 2001, ngụ tại khu phố 9, phường Hố Nai, đã đến công an phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, trình báo vụ việc bị hai đối tượng lạ mặt tới nhà hành hung gây thương tích đối với bản thân, đồng thời đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác minh để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Theo nội dung trình báo của anh Khiêm, vụ việc xảy ra vào lúc 22 giờ 2 phút tối ngày 29 tháng 3, khi hai đối tượng đến nhà của mình tại địa chỉ 10/56 khu phố 9 phường Hố Nai, hỏi tìm anh trai là NTH để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc trong làm ăn kinh tế. Khi anh Khiêm vừa ra mở cổng bảo anh H không có ở nhà thì bị một đối tượng xông vào, dùng tay đấm vào vùng mặt và đầu sau gáy liên tiếp nhiều lần. Ngay sau đó hai đối tượng nhanh chóng lên hai xe máy rời khỏi hiện trường. Đến sáng ngày 30 tháng 3, anh Khiêm cảm thấy bị choáng và đau đầu, vùng mặt sưng phù, bầm tím nên người nhà đã đưa tới bệnh viện khám, điều trị và theo dõi thương tích. Anh trai của anh Khiêm cho biết trước đây có làm ăn kinh tế với ông NDH ngụ tại địa phương, có xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc. Do đó, theo anh H thì nguyên nhân có thể các đối tượng đến nhà đánh anh Khiêm là để giằng mặt buộc anh H phải trả một số tiền theo yêu cầu từ ông NDH.